Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Nhâm Dần 2022, nam mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng. Nam mạng sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ, tức tuổi con rắn, thường gọi là đầm nội chi xà, tức rắn trong đầm. Mệnh thổ, xa trung thổ, nghĩa là đất pha cát. Mệnh thổ gặp năm 2022, mệnh kim bạch kim, thổ sinh kim, thổ bị thiệt không tốt. Địa chi, tỵ gặp dần, lục hại không tốt. Thiên can, đinh gặp nhâm, tương hợp. Sao chiếu mệnh, sao la hầu, hung tinh, hao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Vận hạn, hạn tam kheo, tức tiểu hạn. Chủ về sức khỏe, chú ý các bệnh về khớp, tay chân. Vận niên, long đắc vũ. Thái tuế năm 2022, phạm thái tuế, hại thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022, phạm kim lâu thân. Hạn hoàng ốc năm 2022, không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Đinh Tỵ, nam mạng. Sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh là một trong chín củ diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sau này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người bị sao La Hầu chiếu mệnh dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sau này chủ mồm miệng dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sau này cần chú ý các bệnh về máu huyết tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn các mệnh khác vì sau này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sau này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm lại được hơn may mắn, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Đối với đàn ông gặp sau này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ, ăn chơi lãng phí, bồ bịch bài bạc, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Sau chủ lại các vấn đề ta thấy rằng năm gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Vận hạn năm 2022 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây rắc rối cho cuộc sống của bạn. Những cách gia hạn tam kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh.
làm nhiều việc lương thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện giúp đỡ người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói, đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm việc liên quan tới cơ khí hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng, làm việc với máy tính, điện thoại, với cường độ lớn thì cần phải nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng cách gia hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến. Tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra nên vận động thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề về thị lực miễn tiến, thị phi, châm biếm, đã kích phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vật thù dai để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Vận niên năm 2022 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng, Long Đắc Vũ, là gồng rượt gặp may, được cơ hội làm mưa, làm gió cho thiên hạ. Năm nay bản mệnh có nhiều công việc to lớn phải làm, tuy nhiên việc gặp nhiều rắc rối, khó khăn lúc ban đầu. Nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ, nhưng bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, sao được công thành danh tội. Trong năm này, bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, trong năm Nhâm Dần 2022 có phạm hạn Thái Tuế không? Trong năm 2022 có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm Thái Tuế, cụ thể như sau. Tuổi Dần năm 2022 năm bản mệnh 5 tuổi, tuổi Dần phạm trị Thái Tuế hay trực Thái Tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Tỵ năm 2022, tuổi Tỵ phạm hại Thái Tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Thân năm 2022, tuổi Thân phạm xung Thái Tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Hợi năm 2022, tuổi Hợi phạm phá Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy trong năm 2022 thì tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, phạm hạn Thái Tuế, hại Thái Tuế. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, trong năm Nhâm Dần 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai, cụ thể như sau. Bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn. Bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Đinh Tỵ theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu và Quý Hợi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, trong năm Nhâm Dần 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng, đó là: một, Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình, thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. 2. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ.
3. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. 4. Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu cụ thể. Dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi kim lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng là 46 tuổi, phạm tuổi kim lâu, kim lâu thân, năm này bản mệnh không nên làm nhà, sửa nhà. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng, trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi. Nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có. Nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam địa sát xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân cho giai đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 nhị nghi, dư 3 tam địa sát, dư 4 tứ tấn tài, dư 5 ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng là 46 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoàng ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Nhâm Dần 2022 nam mạng chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.